Những cây nguy hiểm nhất mà bạn tuyệt đối không nên chạm vào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số mới nhất của Tuyệt Mật. Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn được tận mắt nhìn thấy một cây cây chảy máu đến một cây có quả nổ? Đây là những cây đáng sợ và nguy hiểm nhất trên thế giới. Cây này thực sự còn sống, nó có tên là cây giun tàu. Cây giun tàu là những cây chứa các sinh vật gọi là giun tàu. Giun tàu là những sinh vật giống như giun. Chúng đào và làm tổ vào những cây dưới nước. Vì vậy bạn nên tránh xa nếu thấy cây dưới nước. Bất kỳ cây dưới nước nào cũng có thể bị nhiễm giun tàu. Chúng có thể bò ra khỏi cây và bám vào tay hay chân bạn. Cây giun tàu có những lỗ lớn bên trong, nơi giun tàu ẩn náu. Giun tàu ăn mọi thứ rất nhanh. Chúng đã được biết đến với việc tiêu thụ toàn bộ tàu chìm. Vì vậy chúng được gọi là mối của biển. Những cây giun tàu trông rất ghê sợ. Cây giun tàu cũng rất nguy hiểm khi chúng ta đi gần chúng, vì giun tàu tạo ra các lỗ làm suy yếu cấu trúc của cây. Điều này có thể khiến cây giun tàu bị đổ hoặc vỡ ra. Nếu bạn đứng trên một cây đã bị đổ, bạn có thể rơi vào nước bị nhiễm giun tàu. Cây đáng sợ hơn nữa là cây chảy máu, trông như một cảnh tượng trong phim kinh dị. Nhưng đây thực sự là một cây có tên là cây máu. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở Nam Phi. Khi cây này bị cắt, một loại nhựa đỏ chảy ra. Thật kỳ diệu, nhựa này giúp phục hồi cây. Nhựa sẽ nhanh chóng cứng lại và làm lành các vết cắt. Ở một số quốc gia châu Phi, nhựa từ cây này sẽ được dùng như một loại thuốc tự nhiên. Nhưng cây máu không phải là cây duy nhất chảy máu. Đây là cây máu rồng, chủ yếu được tìm thấy ở Yemen. Giống như cây máu, khi bị cắt, cây máu rồng phát ra nhựa đỏ. Nhưng nhựa của cây máu rồng rất nguy hiểm vì chứa nhiều hoạt chất. Nó hoạt động như một chất kích thích, có thể gây biến chứng và thậm chí cướp đi mạng sống của bạn. Một cây chết chóc hơn nữa là cây Manson. Nếu bạn thấy một cây có sơn đỏ, hãy chạy thật nhanh. Đây là những cây độc nhất trên thế giới. Cây Manson phát ra nhựa trắng đục. Nhựa này độc đến mức gây bỏng độ 2 và phồng rộp ngay khi chạm vào da bạn. Nếu một giọt nhựa này rơi vào mắt bạn, nó sẽ khiến bạn bị mù. Nếu bạn đứng dưới cây Manson khi trời mưa, bạn sẽ mất mạng. Nước mưa sẽ làm nhựa rơi khỏi cây, rơi vào bạn và gây bỏng da khi bay hơi. Bạn cũng sẽ hít phải các hơi độc, gây hại cho phổi và nhiễm độc. Cây Manson rất nguy hiểm, người ta đánh dấu chúng bằng sơn đỏ. Nhưng tồi tệ hơn nữa đó là quả của cây Manson cũng có thể hại người. Cây Manson sản xuất quả xanh nhỏ gọi là táo biển. Nhiều du khách đã ăn những quả này do nhầm lẫn. Ban đầu, chúng có vị ngon và ngọt, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ cảm thấy đau rát trong họng, theo sau là khó thở và trong một số trường hợp dẫn đến cái chết. Vì vậy, nếu bạn thấy một trong những quả táo xanh nhỏ này ở trên bãi biển, đừng nhặt nó lên, chứ đừng nói đến việc ăn nó. Thật đáng sợ phải không nào? Nhưng một số người sẽ nói rằng cây đáng sợ hơn nữa là cây ma. Những cây ma ở Pakistan là một cảnh tượng rất đáng sợ. Trong một thời gian, chúng chưa được giải thích, nhưng mọi người sớm nhận ra rằng những lớp phủ trắng ma quái này thực chất là những mạng nhện khổng lồ. Khi có lũ lụt, nhện leo lên những cây này để trốn nước vì chúng không còn nơi nào khác để đi. Hàng nghìn con nhện tạo mạng của chúng trên những cây này, hoàn toàn bao phủ cây bằng các mạng nhện dày đặc. Nhện sống và sinh sản bên trong những cây này trong một thời gian dài, sau đó đẻ trứng, có nghĩa là hàng nghìn con nhện được sinh ra trong những cây này. Những mạng nhện này trông khá thanh lịch và ấn tượng, nhưng nếu bạn đứng dưới một cây ma, bạn sẽ bị bao phủ bởi nhện. Vào năm 2012, thành phố Karachi, Pakistan đã bị tấn công bởi các cây ma. Bạn có thể nghĩ rằng người dân địa phương sẽ cảm thấy kinh hãi, nhưng họ thật sự rất vui. Đó là vì hàng nghìn con muỗi mang bệnh sốt rét chết người đã bị mắc kẹt trong những cây này. Nghĩa là, mặc dù những cây ma rất đáng sợ, nhưng thực tế chúng cũng đã cứu mạng sống của một số người. Một loại cây có thể kết thúc mạng sống của con người là cây sandbox. Cây sandbox được tìm thấy ở các khu vực nhiệt đới của Mỹ và Nam Mỹ. Chúng có thể cao tới 30 mét và được gọi là cây không leo lên được. Vì những cái gai sắc nhọn trên cây. Những cái gai này có thể dài hơn gần 3 cm
và dễ dàng đâm xuyên qua da người. Cây sunbox cũng tiết ra một loại nhựa rất độc. Một giọt nhựa này đủ để làm bạn mù nếu dính vào mắt. Nhưng gai và nhựa của cây này không phải là những phần nguy hiểm nhất của nó. Cây sunbox có một loại quả khi khô rồi sẽ nổ tung. Nếu bạn nghĩ tôi đang phóng đại, hãy xem điều này. Như bạn thấy, những quả này nổ với lực mạnh mẽ, phát tán hạt giống bay ra mọi hướng với tốc độ hơn 200 km/h. Tiếng nổ của hạt giống lớn như tiếng súng và có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho bất kỳ ai đứng gần. Một cây có quả còn nguy hiểm hơn nữa là cây stricken. Cây stricken cho ra quả trông giống như cam, nhưng đừng bị lừa. Những quả này chứa strychnine, một loại độc tố chết người. Nếu bạn ăn một quả như vậy, bạn sẽ gặp các cơn co thắt cơ xương, cuối cùng dẫn đến việc bạn bị mắc kẹt trong tư thế cong người và bị ngạt thở, kết thúc mạng sống của bạn. Cây này chủ yếu được tìm thấy ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Cây stricken cũng là lý do tại sao dịch hạch không lan ra Ấn Độ. Khi chuột đến Ấn Độ, chúng sẽ ăn những quả này và chết trước khi có thể lây lan dịch hạch cho con người. Vì lý do này, cây stricken vẫn được sử dụng trong thuốc diệt chuột ngày nay. Vì vậy, hãy tránh xa những cây này nếu bạn thấy chúng. Chưa hết, một cây đáng sợ hơn nữa là cây Gimpy Gimpy. Tên của nó nghe có vẻ buồn cười, nhưng biệt danh của nó là cây đau đớn nhất thế giới. Cây này được tìm thấy ở Úc, nơi mà mọi thứ đều có thể làm hại bạn. Những cây này có thể cao tới 10 mét, nhưng tại sao nó lại khiến mọi người sợ hãi đến vậy? Cây này được phủ bởi hàng nghìn gai nhỏ. Những chiếc gai này có thể dễ dàng đâm xuyên qua da người. Những cái gai này phát ra một loại độc tố thần kinh nguy hiểm, tương tự như vết cắn của nhện hoặc rắn độc. Khi độc tố này vào da bạn, nó gây ra cơn đau dữ dội, kéo dài hàng giờ và ngày càng tồi tệ, khiến nhiều người muốn kết thúc cuộc sống của mình. Tồi tệ hơn, những chiếc gai nhỏ này sẽ bị kẹt trong da bạn và phát tán độc tố trong một thời gian dài. Đôi khi là hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Hiện chưa có phương pháp điều trị nào cho tình trạng này. Vì vậy tốt nhất là tránh xa cây Gimpy Gimpy nếu bạn thấy nó. Nhìn xem, cây này còn có gai lớn hơn nữa. Nó có tên là cây Whistling Thorn. Nó có thể cao hơn 5 mét. Cây Whistling Thorn có hàng trăm cặp gai khổng lồ.
Mỗi cây gai dài khoảng 7,5 cm. Nhưng phần đáng sợ nhất của cây này là phần gốc của những cái gai. Bởi chúng thực ra là rỗng và bên trong chúng là những con kiến lửa. Kiến lửa có mối quan hệ cộng sinh với những cây này. Những cái gai của cây bảo vệ kiến lửa. Trong khi kiến lửa xây tổ bên trong, bảo vệ cây khỏi các côn trùng, động vật hoặc con người. Một vết cắn của kiến lửa gây ra cơn đau ngay lập tức. Cũng như kích ứng da có thể kéo dài nhiều ngày, kiến lửa cũng cắn nhiều lần, không ngừng cho đến khi bạn tắt thở. Những con kiến lửa tạo ra các lỗ trong cây, khiến cây phát ra tiếng rít khi gió thổi qua các lỗ. Vì vậy, nếu bạn nghe thấy tiếng rít đáng sợ nào trong savanna châu Phi, hãy chạy thật nhanh. Giờ thì đến lượt bạn, hãy bình luận phía dưới cây nào trong số này là đáng sợ nhất. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.